Việc nuôi trồng thủy sản ngày càng trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần cung cấp thực phẩm hữu ích cho con người và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm nước cũng như là các vấn đề sinh thái trong các ao hồ nuôi trồng thủy sản ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản đang đối mặt với tình trạng nước trong ao hồ ngày càng đục và ô nhiễm do sự phát triển quá mức của rêu tảo. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khỏe của thủy sản mà còn tới năng suất nuôi trồng. Để khắc phục tình trạng này, việc áp dụng các biện pháp xử lý nước hiệu quả là rất cần thiết. Một trong những sản phẩm nổi bật hiện nay là Aqualin, chế phẩm vi sinh hữu hiệu giúp xử lý nước trong ao hồ nuôi trồng thủy sản. Aqualin không chỉ giúp loại bỏ rêu tạo một cách nhanh chóng mà còn làm trong nước, tăng cường mức oxy hòa tan và duy trì sự cân bằng sinh thái, hạ pH, làm giàu các khoáng chất tự nhiên cho thủy sản, thích hợp với mọi loại nước. Bà con có thể sử dụng với liều lượng như sau: nên dùng trong giai đoạn đầu xử lý, sau khi làm sạch nước từ 7 đến 10 ngày. Bổ sung Aqualin theo liều lượng, dùng 1 lít dung dịch cho hồ có diện tích 10.000 m2, sâu 1 đến 1,5 m. Sau 15 ngày của xử lý đợt đầu tiên, nếu cần thiết thì tiếp tục xử lý với liều lượng bằng 50% đợt đầu, tảo và rong rêu sẽ bị tiêu diệt sau 7 đến 8 ngày. Màu xanh Aqualin sẽ duy trì trong 20 đến 25 ngày, tối đa 15 ngày mùa hè cao điểm. Việc đảm bảo chất lượng nước trong ao hồ vô cùng là quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản. Sử dụng Aqualin chính là giải pháp tối ưu giúp khắc phục tình trạng nước ô nhiễm, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Bà con cần tư vấn thêm về sản phẩm hay là đặt hàng, vui lòng liên hệ đến số hotline 0963 970 770. Cảm ơn bà con đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video lần sau.